Đây là shot hình được quay bởi DJI Osmo Action 2. Và đây là Tokyo Camera. Hello anh em. Hello anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Trên tay mình đây là chiếc DJI Action 2, phiên bản nâng cấp của phiên bản DJI Osmo Action. Thì với phiên bản này anh em hay cũng quen gọi rằng là DJI Osmo Action 2 đấy. Thì với cái chiếc Action Cam này, chúng ta sẽ có gì nhỉ? Thiết kế mới, đẹp hơn này, chống rung đỉnh hơn này, rồi là thiết kế kiểu dạng module thông minh hơn, nhỏ gọn hơn, nói chung là rất nhiều thứ, còn chờ gì nữa, unbox thôi. Và như em thấy đấy, mình vẫn còn nguyên cái lớp siêu ở đây. Hãy cùng mình rạch nó ra trước đã nhá. Ok. Đáng ra thì mình sẽ lên cái clip này sớm hơn. Mình sẽ lên từ ngày hôm qua cơ. Nhưng mà tới tận hôm nay là ngày mùng 3, à mùng 4. Rồi mình mới bắt đầu mình quay và mình edit video. Thì đây, ở đây anh em sẽ có một cái thiết kế theo kiểu dạng module, nó rất là nhỏ và gọn cho chúng ta. Thì với Action, DJI Osmo Action 2, chúng ta có một cái thiết kế nó rất là thông minh. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá, tại sao nó lại thông minh. Đây, một cái thiết kế rất là nhỏ gọn đúng không nào, cực kỳ nhỏ luôn. Ơi, khi mà mình nhìn cái chiếc camera này mình lại liên tưởng tới hộp bánh đậu xanh của anh em Hải Dương. Anh em chắc nhìn cái hộp này rất quen đấy, nếu mà thêm vào đây họa tiết rồng vàng đỏ đỏ các thứ thì đúng là hộp bánh đậu xanh rồi. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ còn thêm một cái module nữa, và đây là chiếc màn hình anh em ạ. Đó, chiếc màn hình của chúng ta. Rồi, để sang xem còn gì nữa không. Bên cạnh đó thì anh em sẽ có dây sạc, đây là USB A2C anh em nhá. Rồi, tiếp theo nữa là những cái ngàm kết nối rất là giống với cả những cái phiên bản GoPro hay là những phiên bản Action 1 thôi, không có gì nói quá là nhiều, nhưng mà có cái điểm đặc biệt ở đấy, lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tiếp theo cũng là những cái ngàm kết nối để gắn lên xe hơi cho anh em thôi. Đấy, nam châm rồi là băng dính 3M cái thứ. Rồi, mình cứ để ra ngoài trước đã, lát mình sẽ đi bóc từng món một cho anh em nhá. Và tại sao ban nãy mình đã nói là nó hoạt động rất là thông minh là vì sao? Thứ nhất, nó có thể hoạt động độc lập. Với cái chiếc camera siêu nhỏ như là một cái hộp bánh đậu xanh của anh em như thế này thì chúng ta có thể hoạt động độc lập mà không cần phải kết nối qua các module khác. Nếu như anh em đã biết ấy, thì trước đây mình đã từng chia cho anh em chiếc Insta1R. Đấy, Insta360R thì nó có thể kết nối vào với nhau, và khi mà kết nối đủ 3 module vào với nhau thì lúc đấy nó mới thể hoạt động được. Đó là module camera này, module màn hình này và module pin kết nối vào nhau thì mới có thể hoạt động được. Còn với chiếc máy này, Action 2 này, chúng ta có thể hoạt động độc lập. Đây, mặc dù nó thêm cái module màn hình nữa, nhưng mà nó cũng chỉ là thêm pin, thêm khe cắm thẻ nhớ và thêm màn hình cho chúng ta thôi. Còn nếu mà không ấy, chúng ta có thể sử dụng độc lập với 32GB bộ nhớ trong, cũng như là có màn hình riêng, có camera và có pin cho anh em luôn, có chống nước. Và lý do thứ hai mình nói nó rất thông minh, mình sẽ tiến hành cho anh em xem. Bỏ cái màn hình ra trước đã. Và cái cách kết nối của nó như thế nào? Cực kỳ là đơn giản luôn. Đây, mình làm cho anh em xem nhé. Đấy. Wow. Rất kiểu sành điệu luôn anh em. Kiểu gắn pọc phát vào. Đấy. Mình rất là thích kiểu... Wow. Nhưng mà nó gắn rất chắc anh em ạ. Rất đẹp anh em ạ. Đây là lần đầu tiên mình được trên tay chiếc máy này. Và cũng là một trong những chiếc máy đầu tiên ở Việt Nam mà. Cho nên là rất là hiếm. Và mình cũng là một trong những người đầu tiên được trên tay. Đáng ra mình là người trên tay đầu tiên cơ. Nhưng mà... hôm qua lấy máy về muộn quá anh em ạ, chưa quay được. Hôm nay mình quay được. Trời ơi, màu cực kỳ đẹp. Mình nhấn mạnh với em là màu con này bây giờ đây nó làm cực đẹp. Và cái thứ hai, nếu như mà phiên bản Osmo Action đời trước anh em kêu rằng là focus dởm đúng không, kêu rằng là cái chế độ lấy nét của nó rất là dở hơi, anh em phải chạm chạm màn hình, thậm chí chạm màn hình nó không lấy nét cho. Thì bây giờ đây, trên phiên bản này nó lấy nét cực nhanh và cực xịn anh em ạ. Góc nhìn rất rộng và chống rung thì rất đỉnh. Ok, có một cái điểm nữa đấy chính là cái nam châm của nó ấy, nó dính rất chắc và chúng ta phải bừa hai cái ngàm này ra thì mới có thể nhấc nó ra một cách dễ dàng. Đấy, còn nếu mà không, chúng ta đặt vào thì hai cái ngàm này nó tự động nó quặp vào cái máy của chúng ta. Và lúc này thì nó khóa rất là chắc. Và cái việc kết nối với cái màn hình phụ bên cạnh này này, nó cũng làm rất là nhanh. Nó kết nối rất nhanh luôn. À, anh em phải đặt pập phát như này. Và hai cái ngàm hai bên nó tự ngoắc vào trong cái phần thân máy. Rất là chắc. Đố rơi ra được. Không thể rơi ra được. Và khi mà tháo ra thì chỉ cần một thao tác rất đơn giản, bóp hai ngàm hai bên và nhấc nó ra thôi. Quá thông minh đúng không nào? Đó là cái ngàm để gắn lên các cái mũ bảo hiểm cái thứ này, hay là gắn lên xe này. Tiếp theo anh em sẽ có thêm đây là một cái dây đeo cổ. Mình cũng rất là thích cái dây này. Giống như là trên cái phiên bản Insta360 Go ấy, anh em đeo vào cổ như này này. Đấy. Và cái dây nó làm rất đẹp, có thể thu vào như này. Đấy. Trời ơi đẹp quá.
Rồi, mình sẽ đeo thử lên xem nào. Khi mà anh em đeo vào cổ rồi, anh em sẽ chỉnh lại cái miếng nam châm này nhá. Nhớ là 8 cái chấu ở bên trong này này sẽ phải quay xuống bên dưới. Đấy, như này. Sau đấy thì như nào nhỉ? Sau đấy thì để vào trong áo à? Ok, thử để vào trong áo xem nào. Rồi. Đấy, anh em sẽ kết nối vị trí này. Ok. Đấy, thì có một cái điểm hơi hạn chế một chút, đấy chính là khi mà anh em để vào trong áo như này này thì nó sẽ bị cộm lên một cái phần ở trong áo, nó hơi căng ra một chút, hơi không thoải mái một chút như là trên phiên bản Insta 360 Go. Nhưng mà mình thấy rằng là cái việc lắp lên áo như này nó cũng rất là tiện cho chúng ta có thể quay được một cái góc nhìn gọi là FPV, à POV đúng không nào, POV, thì anh em có thể có một góc nhìn từ chính tay chúng ta luôn, ví dụ chúng ta làm gì như ở phim hành động luôn đúng không nào, như ở trong game vậy. Đấy, khi tay chúng ta làm gì nó có thể thu lại hết với góc nhìn rất rộng nhá, lên tới 155 độ, rất rộng. Thì chắc chắn là sẽ có một số anh em thắc mắc rằng là nếu mà chỉ sử dụng riêng cái module camera này thôi thì pin nó có được lâu hay không. Thì với cái thông số pin ở trên chiếc camera này, riêng cái module này nó sẽ là 580 mAh. Đó, thì như thông số hãng gửi ấy, chúng ta có thể quay được trong khoảng độ 70 phút ở chế độ Full HD và 30fps. Nhưng mà mình chắc chắn là với cái điều kiện lý tưởng như thế thì có thể sử dụng được. Còn với điều kiện thực tế chúng ta sử dụng ở bên ngoài trời, ảnh hưởng bởi nhiệt độ, thời tiết, môi trường các thứ, hay là thẻ nhớ các thứ của anh em chẳng hạn, đấy thì mình nghĩ rằng là cái dung lượng nó sẽ bị ngắn hơn so với cả thời lượng của hãng gửi. Còn khi mà chúng ta gắn thêm cái module màn hình này vào thì nó sẽ lên được thêm là 1300 mAh nữa, tức là tổng cộng nó sẽ vào khoảng độ 1900 mAh cho anh em có thể sử dụng quay thoải mái hơn đúng không nào. Và bây giờ đây thì khi mà gắn thêm cái màn hình này nó có rất nhiều lợi ích anh em ạ. Cái bản của mình trên tay ngày hôm nay là phiên bản full option anh em nhé. Chúng ta sẽ có cả module màn hình, chúng ta sẽ có cả module camera. Thì với cái module màn hình này nó sẽ có thêm rất là nhiều thứ phục vụ cho chúng ta. Mình thấy nó rất là nhiều thứ hay ho. Mình sẽ kể qua từng thứ một. Cái thứ đầu tiên thì chính là chúng ta đã có pin trâu hơn là cái thứ nhất này. Cái thứ hai thì chính là em sẽ có thêm khe cắm thẻ nhớ mở rộng ở ngay phía sau này thôi, cắm thẳng ở phía trong. Cái thứ ba để chính em sẽ có thêm một màn hình nữa để quay phía đằng trước, anh em có thể xem được bản thân của chúng ta luôn, giống như là trên phiên bản Osmo Action 1 anh em. Đấy, chúng ta có thể tự quan sát bản thân của chúng ta như thế nào. Ok chưa? Màu rất tươi và rất đẹp. Cái thứ ba nữa, đấy chính là nếu mà chỉ sử dụng riêng cái module camera ấy, anh em chỉ có một micro mà thôi, chỉ có một micro mà thôi. Còn nếu mà anh em gắn thêm cái module màn hình này vào, anh em sẽ có thêm 2 micro chống ồn nữa. Như vậy là có tới tận 3 micro, trong ta một cái chất lượng thu âm nó tốt hơn rất nhiều nữa. Chắc chắn là mình sẽ làm clip test cụ thể từng thứ một cho anh em, ví dụ như là chất lượng chống rung này, chất lượng về pin các thứ này, thời lượng quay pin này, và độ nóng xem là có nóng hay không này, hay là quay các thứ nó có được ngon nhẻ hay không, màu sắc các thứ được đẹp hay không, hay là micro thu âm có tốt hay không. Thì mình hứa là sẽ hẹn anh em trong một clip tới, mình sẽ test cụ thể chiếc máy này cho anh em nhé. Còn đây sẽ chỉ là một cái bài đập hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Action Cam này thôi. Thì mình sẽ đưa những cái cảm quan ban đầu của mình về cái chiếc máy này. Thứ nhất, nó thiết kế rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn, với thiết kế vuông vức, trông rất là giống với cả thiết kế trên những cái chiếc gọi là Mac Mini ấy. Anh em nhìn nó giống như những cái hộp Mac Mini, nó nhỏ nhỏ vuông vuông này, trông nó rất đẹp và rất là sành điệu. Thứ hai là cái mắt camera của nó làm rất là lớn như này, với cái khẩu độ sẽ là f2.8 này. Ngoài ra thì cái góc của nó, góc rộng sẽ là 155 độ. Cái điểm thứ nhất đấy chính là về thiết kế của nó này, trông nó rất là đẹp. Cái điểm thứ hai nữa, mình thấy rằng là màu của nó trông bây giờ đây trên cái màn hình này nó rất đẹp anh em ạ. Và chắc chắn là cái DCL Light của cái phiên bản mới này, màu sắc các thứ khi mà chúng ta kéo lại nó cũng đẹp hơn nữa rất nhiều. Và cái điểm tiếp theo, cái điểm thứ ba đấy chính là về cái chống rung của nó. Thì bây giờ đây trên phiên bản này, mình cầm mình lắc như thế này, trời ơi, nó không rung anh em ạ, cực đẹp, trời đất ơi. Cái điểm thứ tư nữa, đấy chính là cái thiết kế nó quá thông minh, chúng ta có thể sử dụng độc lập như thế này và gắn kèm thêm với cái nam châm ở đây nữa, nó cực tiện. Đấy, chúng ta có thể quay góc nhìn POV, quay góc nhìn cá nhân của chúng ta rất tiện, không cần phải cầm vào tay nữa, và thêm rất nhiều các phụ kiện gắn kèm đi cùng như này. Đấy, quá ngon đúng không nào, trời đất ơi, thiết kế 570 giây quá thông minh luôn, và nó cực kỳ là nhỏ gọn. Đấy, mình rất là thích cái sự nhỏ gọn của chiếc máy này, vừa quay nét đẹp này, thông số quay của nó có thể quay lên tới là 4K và 120fps. Rất cao là với 4K và 120fps thì nó là một cái thông số nó rất là khủng trên một chiếc máy nhỏ gọn như này đấy anh em ạ. Thật sự là công nghệ bây giờ đã cải tiến quá nhiều rồi, mình đã bỏ lỡ mất một khoảng thời gian mình không được trên tay cái thiết bị công nghệ quay camera, và bây giờ đây khi mà mình trải nghiệm lại thì trời ơi, nó khủng khiếp, quá khủng khiếp luôn anh em ạ. 4K 120fps trên một cái thiết bị nó nhỏ gọn như này, có tin được không anh em?
Không biết là cảm nhận của anh em thế nào về chiếc Action Cam này nhỉ? Hãy cùng chia sẻ phía bên dưới phần bình luận của video cho mình biết nhé. Và hứa với anh em là mình sẽ test chi tiết chiếc Action Cam này để cho anh em có một cái nhìn chi tiết cụ thể nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.